Lê Vi Ký chương 17. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng cả dân Israel rằng: Này là lời Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu một người nam trong nhà Israel giết một con bò, một con chiên con hoặc một con dê trong trại quân hay là ngoài trại quân, chẳng đem đến cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va trước đền tạm của Ngài, thì huyết sẽ đổ tội về người. Người đã làm đổ huyết ra nên sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Hãy hầu cho dân Israel lấy của lễ mình giết ngoài đồng, dẫn đến thành tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc, đặng dâng lên làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ rưới huyết con sinh trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va để tại cửa hội mạc, và xong mở có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Dân Israel cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỷ nữa, mà thông dâm cùng đó. Điều này sẽ là một lệ định đời đời cho họ trải qua các thế đại. Vậy, hãy nói cùng dân Israel rằng: Phàm người nào trong vòng dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ dâng một của lễ thiêu hay là một của lễ chi mà chẳng đem đến tại cửa hội mặt đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Phàm người nào của nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ ăn huyết chi của mình, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, rút nó khỏi dân sự mình. Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết, ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đang làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình. Vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được. Bởi cái đó ta đã phán cùng dân Israel rằng: Trong vòng các ngươi không ai nên ăn huyết. Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi cũng không nên ăn huyết. Còn nếu ai, hoặc dân Israel, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa họ, đi săn được một con thú hay là con chim ăn thịt được, thì phải đổ huyết nó ra rồi lấy bụi đất lấp lại. Vì sanh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết nó. Trong huyết có sanh mạng. Bởi cái ta đã phán cùng dân Israel rằng: Các ngươi không nên ăn huyết của xác thịt nào. Vì sanh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết nó, ai ăn sẽ bị trút diệt. Hễ người nào hoặc sanh đẻ tại xứ, hoặc đẻ khách, hoặc kẻ khách, ăn thịt của một con thú chết hay là bị xé, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, bị ô uế đến chiều tối, đoạn được tinh sạch lại. Còn nếu người không giặt quần áo và không tắm, thì sẽ mang tội mình.